Đây các bác có thể thấy, nhìn thấy đây là cái hiện trạng mà sau khi cái tình trạng cái trận lũ lịch sử đi qua Thái Nguyên, anh em thể thấy là cái cánh đồng lúa của bà con nông dân, anh em thấy không ạ? Sau khi lũ đi qua ngập đây, lúa gần như đã hỏng, gần như đã hỏng hết rồi, và cái tình trạng hoa màu của người dân thiệt hại rất là nặng. Đấy, đường xá anh em có thể thấy đường xá thì ngập lụt trong cái bùn, đất bùn, đi lại rất là trơn và rất là khó khăn nha anh em nhé. Thật ra làm lụng vất vả cả mấy tháng trời mới được cái mùa như này, mà bây giờ lũ đi qua thì đã gây thiệt hại hỏng gần như là hết, và cái loại như là thất mất hỏng không còn cứu vãn được nữa. Đấy, những cái thóc mà lúa mà bây giờ dính đất như này, nếu mà bây giờ có thu hoạch về thì cũng chỉ có cho chăn gà và chăn lợn thôi, chứ cái này thì từ nếu mà để mà ăn thì cũng không ăn được nữa. Đấy, sau cái một trận lũ đi qua mà để lại cái thiệt hại quá là nặng nề cho người dân. Đây anh em thấy khi mà cái nước ở những cái vùng cao thì đã rút hết rồi, nhưng mà cái vùng thấp này anh em thấy không ạ, nước vẫn còn ngập đến nhà người dân rất là nhiều này, lênh láng hết này. Đấy, anh em thấy đây này, đây cái công tác dọn dẹp và khắc phục sau lũ này. Đấy, người nhà đây anh em thấy, đấy đi vào trong một con đi. Đấy, cái ngõ mà anh em có thể thấy đây đang khắc phục rất là hậu quả rất là nặng nề. Đấy, những cái vùng trũng thì bùn đất sẽ trũng lại ở cái phần thấp ấy. Thì đây khắc phục sau lũ rất là vất vả nhé, và những cái này anh em ạ, cái vùng lũ mà bùn này rất là hôi này, này đổ điếc mang ra hết ở ngõ này, nhưng mà ngập hết ở khu vực này.